Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Cổ nhân có câu đất lành chim đậu. Phong thủy được coi là phương pháp chọn đất lành, tránh đất dữ. Nó chú trọng đến môi trường, địa điểm, hướng, phương vị và thời gian. Như môi trường trong sạch thì gần sông, gần biển tốt hơn là gần các nhà máy, nhà xưởng. Mà môi trường bị ô nhiễm, địa điểm cũng vậy, nhà ở và cũng thế. Theo thuyết vạn vật tương tác, mọi vật đều có tác động hỗ trợ nên khoa phong thủy cho rằng tiên thiên và hậu thiên hình đều có tác động gây ảnh hưởng đến dương trạch. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà hoặc là tiến hành chọn mua một căn nhà, chúng ta sẽ cần chú ý nhiều tới phần khu vực xung quanh, quang cảnh của căn nhà mình. Các phong thủy sư hay là các chuyên gia phong thủy sẽ cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung sẽ cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy, gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách của căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh, có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Trong sách Tế Thế Thiên lại viết vạn vật chi sinh cầu đạt nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất, có nghĩa là vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình để hỗ trợ anh chị chi tiết về cách cục và phương thức bố trí công năng, mặt bằng cũng như phong thủy trong căn nhà của bạn. Sau khi được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay tôi sẽ cùng anh chị đi tìm hiểu về 3 thế sát loan đầu thường xuyên gặp nhất trong kiến trúc hiện đại do đường đi hoặc bố trí thủy lai, thủy khứ ảnh hưởng tới căn nhà. Thế sát thứ nhất, phản cung sát. Trước tiên ta phải hiểu phản cung sát là gì và trường hợp như thế nào là gặp phải thế sát này. Phản cung sát là một thế sát nguy hiểm trong phong thủy từ xưa đến tới nay. Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa này, do nhu cầu thiết yếu về đường đi cũng như là tiện ích của những căn nhà, nên khi mua nhà, mua đất, nếu không chú ý phạm phải thế sát này. Thế sát này rất nguy hiểm và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người sinh sống trong ngôi nhà. Những căn nhà phạm phải phản cung sát tương đối khó hóa giải. Phản cung sát thì thường sẽ được chia thành hai loại, đó chính là thủy phản cung. Trường hợp này là thế sát do căn nhà ở cạnh sông, suối hoặc có thiết kế phần non bộ, phần hồ bơi, quang cảnh xung quanh nhà gây ra và lộ phản cung. Trường hợp này là do bố trí về giao thông, cụ thể là đường đi tạo ra. Phản cung sát được tạo ra khi mà ngôi nhà của bạn nằm ở vị trí điểm cong lớn nhất của con đường hoặc dòng nước chảy. Tại vị trí này, về công năng tiện ích có thể sẽ tốt đối với gia đình, thuận lợi cho việc đi lại, nhưng về mặt lý khí sẽ không đắc địa. Thứ nhất, không khí hoặc đường thủy lai, thủy khứ khi đi qua đây sẽ biến đổi đột ngột, tạo ra những sát khí, những luồng năng lượng xấu tới căn nhà của bạn. Thứ hai, và cũng là phần quan trọng nhất, những căn nhà tại vị trí trọng điểm giao thông như vậy sẽ rất dễ gặp phải những tai nạn thương tâm ảnh hưởng tới tất cả các thành viên trong gia đình. Và đặc biệt hơn cả, những ngôi nhà phạm phải thế sát này khi gặp phải những năm vận hạn kém xấu, những năm có sao xấu đáo tới như Thái Tuế, Ngũ Hoàng Đại Sát thì sẽ khiến cho gia chủ và những thành viên trong nhà bị hao tổn nặng nề về tài lộc, tiền bạc, không giữ được, không thể kiếm được tiền. Còn về gia đạo thì sẽ không ổn định, con cái bất hiếu, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không tốt, hay xảy ra bất hòa, con cái tha hương cầu thực, phải làm ăn lập nghiệp ở nơi xa. Nếu kết hợp việc bố trí công năng mặt bằng không tốt, có nhiều xung sát, sẽ khiến cho cơ thể bị tổn thương và còn có thể gặp phải những tai nạn đáng tiếc liên quan tới việc đi lại tham gia giao thông. Nên đây sẽ là một thế sát cần hết sức chú ý khi bạn tiến hành lựa chọn hoặc có dự tính xây dựng mới một căn nhà. Nhà phạm phải phản cung sát tương đối khó hóa giải. Được sự hỗ trợ của thầy Gia Cát và các chuyên gia phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, ta có thể dùng một trong các phương pháp để hóa giải. Lập huyền quan là khoảng không gian trước cửa.
Trong phong thủy, huyền quan là khu vực nghỉ tính từ cửa chính vào phòng khách. Huyền quan là nơi hiểm yếu đầu tiên của ngôi nhà. Đây là nơi dẫn các luồng khí từ ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ sinh khí bên trong ngôi nhà. Ngoài ra thì huyền quan còn có chức năng tàng phong tụ khí, hồi phong chuyển khí, ngăn ngừa dương khí chảy ra ngoài. Trong nhà có đủ dương khí, khí giữ được lâu thì ngôi nhà càng vượng. Việc thiết kế cũng như là bố trí khu vực huyền quan trong nhà sẽ phụ thuộc nhiều vào công năng cũng như là những yếu tố phong thủy trong nhà. Nên nếu tiến hành hóa giải theo phương án này, bạn sẽ cần chú ý mời chuyên gia phong thủy tới tư vấn hỗ trợ. Phương án thứ hai đó là trạch chủ sẽ tiến hành thiết kế đặt non bộ, chú ý trồng cây xanh nuôi cá, vừa giúp hóa sát lại làm đẹp không gian ngôi nhà. Ngoài hai phương án trên thì mệnh chủ sẽ cần sử dụng thêm gương bắt quái, gỗ đào, cầu lồi treo trước cửa chính của căn nhà để đẩy những sát khí do thế sát gây ra, mang lại bình an may mắn cho gia đình. Hoặc cũng có thể sử dụng đặt cặp kỳ lân trước cổng nhà để chấn sát kỵ tà. Tiếp theo video của chương trình hôm nay thì tôi sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu về thế lộ xung sát. Lộ xung sát là một thế sát nguy hiểm rất hay gặp trong các khu đô thị. Người ta thường hay tránh thế sát này khi chọn nhà ở hoặc là cửa hàng kinh doanh. Nó đem lại những hệ quả không tốt cho trạch địa và những người sống trong nhà. Lộ xung sát gây ra khi mở cửa đại môn mà sẽ có đường đâm thẳng vào nhà, như là cửa ngõ đâm thẳng vào nhà, đường chữ T lao thẳng vào nhà, đường ngã tư đâm vào nhà đều tạo thành thế sát lộ xung sát. Ngoài việc gây ra do cửa chính, lộ xung sát còn gây ra khi mở cửa sổ ra thấy con đường chạy thẳng vào nhà. Đối với phong thủy chung cư, khi bạn chọn lựa cũng như là sinh sống trong căn nhà phía cuối đường hành lang dài mà cả đường hành lang đâm thẳng vào nhà bạn cũng sẽ gặp phải thế nộ xung sát này, nhưng sẽ vào trường hợp nhẹ hơn. Trong kiến trúc hiện đại, do thuận lợi về mặt đi lại nên những vị trí như vậy rất hay được mọi người lựa chọn, nhưng vô hình chung lại không biết đó là đang mang lại nguy hiểm đến cho những thành viên trong nhà mình. Lộ xung sát là một dạng khí trực, khí thẳng đâm vào nhà, dường như không có sự cản phá. Do tốc độ lưu thông khí tại khu vực đường đi cao nên khi đâm vào trong nhà sẽ mang đến những sát khí, những luồng năng lượng xấu ảnh hưởng tới tất cả những thành viên sinh sống trong căn nhà. Về mặt an toàn, khi chúng ta xây dựng căn nhà hoặc sinh sống trong những căn nhà gặp phải lộ xung sát, rất dễ gặp phải những tai nạn không đáng có liên quan tới vấn đề giao thông. Nói một cách đơn giản, nếu như phía trước nhà có một con đường đâm vào, người trong nhà luôn gặp chuyện không yên. Một ví dụ đơn giản, nếu như có người lái xe say rượu đâm thẳng vào trong nhà hay thậm chí có người tử vong sẽ dẫn đến vô số những rắc rối cho gia chủ. Đây là trường hợp nhẹ, nếu nặng hơn có thể những tai nạn giao thông này còn ảnh hưởng trực tiếp tới các thành viên trong nhà. Sự thật này đã được kiểm chứng và chứng minh rất nhiều trên toàn bộ đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Điều này sẽ gây ra tác động tiêu cực lớn cho bất kỳ doanh nghiệp hoặc cư dân sinh sống trong căn nhà đó. Người sống trong ngôi nhà mà bị lộ xung sát sẽ hay nóng tính, hay căng thẳng, bị bệnh huyết quang, suy nhược tinh thần, lâu sẽ bị bệnh thương tật. Trong công việc hay là làm ăn, thường đến nơi lại bị hỏng, làm được bao nhiêu thì tiền tài lại đi hết bấy nhiêu, mang lại cảm giác lo lắng, bất an, thậm chí là phá tài đối với những người ở trong căn nhà bị phạm. Lộ xung sát nặng thì cứ mở cửa chính ra là thấy đường đâm vào, nhẹ hơn thì mở cửa sổ ra là thấy. Để khắc chế thế sát này, chúng ta sẽ sử dụng những phương án chính như trường hợp phản cung thủy sát, bên trên đó chính là lập huyền quan cho căn hộ nhà mình để thâu thu, điều chỉnh dòng khí khi tiến vào căn nhà của mình, hoặc sẽ tiến hành đặt non bộ nửa nổi nửa chìm trước cửa nhà như một tiểu cảnh, vừa có tác dụng trang trí vừa giúp hóa giải thế sát. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần chú ý tại vị trí trước cổng ngôi nhà sát với con đường, sử dụng pháp khí phong thủy Thái Sơn Thạch Cảm Đương để trấn sát kỵ tà, hóa giải thế sát phong thủy nguy hiểm này, hoặc có thể sẽ tiến hành đặt cặp kỳ lân tại trước cổng nhà để trấn sát. Để tốt nhất, khi mà nhà mình gặp phải thế sát này, anh chị nên tham khảo ý kiến chính xác từ những chuyên gia phong thủy để có phương án tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình gặp phải. Trường hợp cuối cùng tôi sẽ cùng anh chị tìm hiểu trong chương trình lần này, đó cũng là một thế sát liên quan tới phần đường hay là việc thủy lai, thủy khứ thường gặp hiện nay, đó là thế liêm đao sát. Liêm đao sát là thế sát mà con đường uốn khúc như cánh cung hoặc là hình lưỡi đao và cắt ngang qua nhà hoặc khu vực bạn đang kinh doanh, nó tựa như cái đao chém ngang qua cửa hàng, cửa của bạn, mang tới những nguy hiểm lớn cho căn nhà của bạn.
khi các phương tiện đi lại tạo ra một luồng khí như lưỡi dao gây ra, làm cho những người sống trong đó ảnh hưởng cả tới sức khỏe và tài vận. Trường hợp này, trong phong thủy chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải khi nhà của bạn tại phần rìa của ngã ba, ngã tư đường. Khi tham gia giao thông tại các phương tiện giao thông tại phần đường này có xu hướng như là cua chéo vào căn nhà của bạn. Trong phong thủy, con đường có sức mạnh tương tự như dòng chảy của các con sông. Vì vậy, nếu con đường có tốc độ lưu thông nhanh thì cũng giống như một dòng sông nước chảy xiết. Lúc này con đường sẽ mang năng lượng xấu ảnh hưởng tới con người cũng như là căn nhà của bạn. Người sống trong ngôi nhà mà bị liêm đao sát sẽ hay nóng tính, căng thẳng, hay bị bệnh huyết quang, suy nhược tinh thần, lâu sẽ bị bệnh, thương tật. Trong công việc hay làm ăn thì thường làm đến nơi lại đi học, làm được bao nhiêu thì tiền tài cũng lại đi hết bấy nhiêu, mang lại cảm giác lo lắng, bất an, thậm chí là phá tài. Đối với những người ở trong căn nhà bị phạm, cách hóa giải thế liêm đao sát thường được các thầy gia cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt sử dụng trong trường hợp này, đó sẽ là tiến hành tạo hòn non bộ cho khu vực gặp phải liêm đao sát. Cùng với đó, tùy vào diện tích của căn nhà sẽ được đặt các pháp khí phong thủy khác nhau. Đối với các căn nhà lớn như là chung cư, các nhà hàng, khách sạn sẽ sử dụng một tảng đá lớn hoặc là thạch anh đã được khai quang đặt trên hòn non bộ để chắn khí hóa sát. Còn đối với những căn nhà nhỏ, tại vị trí trước cổng ngôi nhà, cửa hàng, sát với con đường, ta sử dụng pháp khí phong thủy bạch ngọc thạch cản đường hoặc gương bắt quái gỗ đào cầu lồi để trấn sát kỵ tà, hóa giải thế sát phong thủy nguy hiểm này. Để có phương án hóa giải tốt nhất cho căn nhà hoặc trạch đất đang chuẩn bị xây dựng nhà mình, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình. Thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy sẽ sẵn sàng hỗ trợ anh chị nhanh nhất. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi chia sẻ, anh chị phần nào hiểu được về thế phản quang sát và cách hóa giải. Vừa rồi, Phong thủy may mắn đã chia sẻ với anh chị về cả ba thế sát nguy hiểm mà chúng ta sẽ thường thấy nhất liên quan tới các vấn đề về thủy lai, thủy khứ, cũng như là liên quan tới giao thông trong phong thủy hiện đại. Ở trong những video tiếp theo thì đội ngũ biên tập của chúng tôi sẽ tiếp tục tập hợp những thế sát phổ biến và có ảnh hưởng nhiều tới đời sống để đưa tới thông tin đầy đủ hơn cho quý anh chị. Hy vọng với những kiến thức trên, anh chị có thể áp dụng vào việc chọn không gian sinh sống hợp lý và mang lại bình an may mắn, cũng như ít ảnh hưởng nhất đến tài lộc, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phần dưới bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi, ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.